Xin chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn cây tay vặn của hãng Wild, rất đẹp. Cây này nó đi kèm theo với bộ này, nó có thêm 6 cái đầu vít. Thì mã hàng của cây này là khi các bạn đặt hàng, các bạn gọi điện thoại hoặc các bạn hỏi giá, hay là hoặc là các bạn kiểm tra kho hàng còn hay không, thì bạn đọc cái mã này là 468023, bộ 3 số 0, sau khỏi cần. Thì bộ này nó sẽ có bao gồm 3 cây vít, 3 ke 4 cạnh nhé, là PH1, PH2 và PH3, và 3 cái đầu vít PZ1, PZ2, PZ3. PH và PZ nó khác nhau như thế nào thì mình có làm cái video khá là chi tiết ở các cái clip trước, thì các bạn có thể coi thêm. Thì họ đóng gói vào trong một cái hộp nhựa trong suốt như thế này, nó có giá trị về mặt vận chuyển và treo móc này, mình treo lên trên kệ. Các bạn mà có mở cửa hàng, các bạn bán lẻ chẳng hạn, thế thì cái này treo lên trên kệ nhìn rất là đẹp, trong suốt theo cái hướng gọi là transparent, tất cả đều thứ đều trở nên trong suốt. Để bỏ cái như này, khi về mình lấy ra mình dùng nó thì nó sẽ giống như cây mình đã gỡ ra đây. Phần ruột của này, cái này mình sẽ bỏ đi cái phần đấy. Thế thì hãng qua họ viết rất nhiều về cái tay cầm. Cái tay cầm là một trong những cái sáng kiến của họ, với hơn 200 năm sản xuất tô vít tay cầm rồi, thì họ làm cái họ rất chăm chú vào cái tay cầm, bởi vì cái này nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại con người, với cái người sử dụng. Thế thì nó có hai phần, là cái phần mình hay gọi là tay vít, nó có hai thành phần á, thì xanh và đen. Nhiều hãng khác người ta làm màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu đen hay là gì đó, trong những màu chủ đạo của nước Đức. Thế thì cái phần đen này là cái phần mà nó sẽ nhám nhám, mình rờ vào mình cảm giác nó sẽ nhám nhám. Đó, so với lại cái phần này thì nó trơn hơn. Đó, thì nó là hai thành phần nên mình nhìn rất là dễ. Ở đây thì cái chữ quay này đúc, mình rờ đây mình thấy nó nổi hẳn lên luôn. Còn phần chỗ này thì có thể là các bạn khắc tên người yêu, hay khắc tên mình, hay khắc tên kẻ thù vào đây cũng được. Đó, thì cái phần này là cái phần thiết diện của nó, bạn thấy là nó theo cái hình giống như cái viên phấn của thợ may đó, tam giác ha, bò góc hình kim tự tháp á, cho nó đều. Để bạn bạn để xuống dưới mặt bàn này, khi bạn thao tác bạn để lên trên mặt cái bàn nguội ấy, nó không có lăn, nó chống lật, và nó cái này nó sẽ nhỏ hơn cái phần đuôi, để khi mà nó lăn, nó sẽ giả sử nó có lăn, hất quăng nó sẽ lăn theo vòng tròn thì nó không rớt xuống đất được. Đó. Còn cái thân chỗ này là cái phần thân lục lăng, lục giác. Lục giác này thì là các bạn có thể kết hợp với lại cle mỏ led thì đó, bạn kẹp ở đây bạn ta đang thêm lực siết được. Thì về nó chia ra hai phần đầu. Phần đầu là cái phần mà màu trắng, đây là cái phần mà nó sẽ chứa nam châm ở bên trong, và đây là cái đầu để bạn khéo bạn khóa cái đầu vít, bạn kéo khi bạn lấy ra, bạn khóa lấy đầu vít ra thì bạn kéo cái đầu này xuống, nó cũng giống như là các cái tay vặn khác thôi. À, cái này sản xuất tại Đức luôn, thì cái lỗ vuông ở đây, cái lỗ lục giác ở đây sẽ là lỗ 1/4, hay là bạn đo thì nó sẽ là 6.3 đó, 6.3 mm. Thì quan trọng nhất của cái bộ này chính là cái cây này, nhưng mà hãng quay thì họ chế cái này một tí xíu để bảo đảm nó tiện lợi hơn. Vì chúng ta nếu chúng ta cầm một cây rời với lại các cái đầu vít như thế này á, thì thường hai cái nó sẽ đi mỗi cái một nơi, để lúc mình cần tìm đến thì có thể nó sẽ không còn ở đấy, nó không còn nằm ở đấy. Vì thế người ta dồn nó vào phần đuôi này, đó chính vì thế mình thấy cái phần đuôi này nó hơi mập hơn tí xíu so với lại cái phần bình loại bình thường, bởi vì nó sẽ chứa 6 cái đầu vít ở trong đây. Thì đây nó có một cái nút nhấn kéo, bằng kéo thì nó sẽ bung ra, sẽ bung cái phần đuôi ra. Bạn đẩy này lên cái sẽ bung cái phần đuôi ra. Thì nam châm ở đây nó giữ bằng, nó giữ bằng nam châm hết, nên là ở đây là cái đầu vít đây nó hít rất là chặt, và lấy ra và bỏ vô nó cũng rất là dễ. Nam châm nha. Thì nó rất là dễ. Để khi bạn cần mà làm xong, bạn lại bỏ lại nó vào đây, để bạn nhấn nó xuống là xong thôi, rất đơn giản như vậy. Thì cái đầu này nó cũng có nam châm, đây này có nam châm để cho bạn nhặt vít nó dễ, nhặt các cái đầu vít ấy, đầu con ốc ấy, các con ốc ấy. Để mình lấy các con ốc mình làm ví dụ cho nó sinh động. Các đầu mũi vít thì dùng để bắt các ốc vít như thế này này. Đó, thì trong trường hợp nó rớt xuống cái khe gì đó thì bạn có thể dùng cái này để bạn nhặt nó được này. Đó, mục đích của nó là vậy. Đó, thì cái nam châm ở trong đây, cái từ tính của nó rất là mạnh.
500 là trong ngày là từ tính rất là mạnh. Các bạn thấy không, bung cỡ đó mà nó không, các cái đầu này nó không văng ra. Các bạn làm xong mà để bỏ vào đây. Rất đẹp, rất là tiện ích. Thì đây, họ đây là cái bộ mà nó có cây ba ke và cây vít dẹt. À xin lỗi, vít đầu hoa thị hay là podizit ấy. Trong trường hợp mà bạn cần đến đầu dẹt thì bạn này phải dùng các bộ khác, bởi vì cái số lượng dự trữ ở đây nó chỉ có như vậy thôi. Thì ngày nay người ta sử dụng rất là nhiều cái đầu podizit, cái bộ đầu sao á, đầu hoa thị ấy. Cho nên là đây là một bộ như thế. Và một cái bộ như thế này thì giá tiền của nó là 660.000. Khuyến mãi, anh em nào mua trong bộ này mua luôn bộ khuyến mãi thì mình có nhập vào đây khoảng 20 bộ, 20 cây, anh em có thể đặt hàng ngay thì giá tiền là 450.000. Ở đây 450.000 mà sản xuất tại Đức. Và rất là nhiều tiện ích như thế này thì có thể nói là rất là rẻ, bởi vì hãng qua là hãng họ chỉ có sản xuất Tovit là chính thôi. Tovit là sản xuất chủ lực, ngoài ra họ không có thêm gì khác. Một vài loại kìm mang tính chất phổ thông sử dụng nhất. À, thì họ cũng sản xuất OEM cho rất nhiều hãng khác, vì thế thì mình mua tận gốc luôn. Mua như này nó rất là rẻ. Thì đối với một cây như thế này của một hãng khác mà cũng sản xuất tại Đức thì bạn phải tính bằng bạc triệu. Phải tính bằng triệu. Như thế thì anh em có thể tranh thủ với 20 cây đầu tiên, anh em có thể đặt hàng. Ok. Ở đây anh em có thể mua kết hợp thêm cái bộ này, đây là cái bộ mình có nhập một bộ duy nhất thôi. Bằng phủ titan. Phủ tin thì bạn thấy là rất là đắt. Rất là mỏng luôn, thì mình sẽ làm review cái này chi tiết riêng, bạn có thể có thêm bộ này. Mặc dù mình có một bộ của Elora cũng rất là tuyệt vời. Ok. Mã hàng của cái này, nhắc lại, khi bạn hỏi bạn nên đọc cái mã hàng ra, chứ bạn không đọc mã hàng thì rất là khó xác định. 468023, sản xuất tại Đức. Bộ tay vặn 6 đầu, tháo lắp luôn. Anh em nào mà thích sự đồ đa năng thì đây là cây này được gọi là rất tuyệt vời.